từ đầu mùa mưa cho đến nay, sạt lở xảy ra nhiều nơi thuộc tỉnh Vĩnh Long, trong đó có tuyến kênh La Gì đoạn qua xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Hiện nơi đây cũng đã vừa ghi nhận một vụ sạt lở lớn, ảnh hưởng đến di tích lịch sử cấp tỉnh, nhà truyền thống đảng bộ tỉnh Vĩnh Long và hoạt động sản xuất của nhiều hộ dân. Phóng viên Tính Lập thông tin chi tiết từ hiện trường. Điểm sạt lở tại đây đã ăn sâu vào con đường nhựa trước nhà truyền thống đảng bộ tỉnh Vĩnh Long và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Và đặc biệt nguy hiểm hơn khi tuyến đường này có rất nhiều lượng phương tiện lưu thông qua lại. Đoạn sạt lở sụt lún dài 25m, ăn sâu vào đất liền từ 4 đến 5m. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, tuy nhiên vụ việc làm sạt lở bờ kè bê tông, sụt lún một phần đường giao thông. Trong khi đó, khu vực này còn có nguy cơ sạt lở thêm khoảng 200m, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất và sinh hoạt của nhiều bà con và khoảng 50 hecta đất sản xuất nông nghiệp. Tại vị trí sạt lở, lực lượng chức năng đã rào chắn, cấm ô tô, lắp đặt biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở trên tuyến kênh này và yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, kịp thời thông báo đến bà con ở khu vực biết về tình hình sạt lở để có biện pháp ứng phó.